Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ sách Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em, Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích dành cho trẻ và Cẩm nang phòng tránh đuối nước của nhà xuất bản Kim Đồng. Bộ sách sẽ cung cấp cho con trẻ cũng như các bậc phụ huynh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giúp bảo vệ con trẻ tránh khỏi những nguy cơ tiềm tàng trong cuộc sống. Bộ ba cuốn sách Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em, Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích, Cẩm nang phòng tránh đuối nước trang bị đầy đủ kiến thức nhận biết và phòng tránh tai nạn cho trẻ em. Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em cung cấp cho các bạn nhỏ những bí kíp nhận biết tình huống nguy hiểm và cách bảo vệ mình, phòng tránh xâm hại, phòng tránh bắt cóc, phòng tránh bạo lực học đường, an toàn khi ở nhà một mình, an toàn khi ra đường. Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích cung cấp cho các em một số kiến thức cơ bản. Tai nạn thương tích có thể xảy ra ở nhà, khi ra ngoài, ở trường học. Làm gì khi thương tích đã xảy ra? Một số cách sơ cứu cơ bản trong các tình huống khẩn cấp. Cẩm nang phòng tránh đuối nước hướng dẫn các em nhận diện các nguy cơ gây đuối nước, phòng tránh các nguy cơ gây đuối nước bằng cách tạo ra các không gian an toàn, tự trang bị những kỹ năng tự cứu, tập thở, tập nổi, tập đứng nước, tập bơi ếch, xử lý khi bị chuột rút, lượng sức để cứu đuối và các kỹ năng xử lý khi gặp tình huống đuối nước. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì xâm hại trẻ em đang là nỗi lo của các bậc phụ huynh, là một vấn đề nhức nhối được xã hội đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó thì những tai nạn thương tâm như là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông không những giảm mà ngày một gia tăng đối với các em nhỏ. Điều này đặt ra một vấn đề, đó chính là các bậc phụ huynh và các em nhỏ cũng cần phải có những kiến thức đầy đủ để giúp con em mình phòng tránh khỏi những tai nạn không đáng có. Đây sẽ là chìa khóa để giúp các con tránh được nguy hiểm, đồng thời bảo vệ sự an toàn của con. Và trong chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình để cùng trao đổi, tìm hiểu rõ hơn về bộ sách này. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Sức khỏe, tác giả của cuốn sách Cẩm nang phòng tránh đuối nước. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC Huyền Phương, chào quý khán giả của VOV. Thưa ông, với tư cách là một chuyên gia chăm sóc trẻ em thì ông có so sánh gì về con số trẻ em bị đuối nước trước đây và hiện tại? Và con số này thì đã nói lên câu chuyện gì thưa ông? Nếu mà so sánh với trước đây thì bây giờ chúng ta cũng cảm thấy là vui mừng vì cái con số mà trẻ bị tử vong do đuối nước đã giảm đi được khoảng độ 1.500 em bé hàng năm. Tuy nhiên, theo cái báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì hiện nay vẫn còn hơn 2.000 em bé bị tử vong do đuối nước. Mặc dù cái con số thống kê thì nó cũng chưa phải là đầy đủ đâu, nhưng mà chúng ta thấy con số hơn 2.000 em bé chết một năm do đuối nước này thì quá là kinh khủng, còn hơn cả chiến tranh. Với cuốn sách Cẩm nang phòng chống đuối nước thì sẽ giúp cho các bậc phụ huynh và con trẻ giải quyết được những vấn đề căn bản gì để giúp con trẻ có thể phòng tránh những tai nạn do đuối nước? Thứ nhất là các bậc cha mẹ phải luôn luôn quan tâm để mắt đến trẻ. Không có phải rằng là được giao nhiệm vụ trông trẻ, mắt cứ dán vào Facebook rồi tin nhắn, trẻ tóm xuống nước lúc nào không biết. Thứ hai là vấn đề môi trường, ngay kể cả trong môi trường của gia đình, chum nước, vại nước, không có nắp đậy, rồi nhà tắm, rồi cái xô đựng nước mà lại không chịu úp xuống, đổ xuống, em bé lõm tõm, lẫm chẫm vào, tõm vào là có thể tử vong. Vấn đề thứ ba rất quan trọng ở trong cái cuốn sách này, đó là cái kỹ năng làm thế nào em bé bị ngã xuống nước thì có cái gọi là cái kỹ năng mà tồn tại được, sinh tồn được mà chỉ cần 90 giây thôi. Trong cái cuốn sách này đưa ra thì 15 bí kíp, nhưng mà ba cái bí kíp quan trọng nhất đó là ba tình huống nguy hiểm nhất mà có khả năng gây tử vong trẻ em do đuối nước, để giúp cho trẻ em dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo được thì mới giảm được tình trạng đuối nước ở trẻ em. Dù không bị xâm hại, nhưng trẻ em khi liên tục tiếp nhận những vụ việc bé gái bị xâm hại tình dục được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội đã khiến các em vô cùng hoang mang, lo lắng và có những phản ứng tiêu cực. Câu chuyện của con gái chị Châu ở thành phố Hà Nội có những phản ứng sợ đàn ông làm chị vô cùng lo lắng. Bạn ấy luôn luôn có cái cảm giác, ví dụ như đứng gần bạn khác giới hay người đàn ông lớn tuổi khác giới thì bạn ấy có cảm giác bị sợ hãi, bị ghê, bị bẩn. Và thậm chí cái phòng riêng của bạn ý có những cái người khác phái mà vào trong cái phòng của bạn ý là bạn ý sẽ có cái cảm giác là bạn bị
tấn công và bạn ấy tìm mọi cách để bạn ấy phòng thủ. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, cả nước có hơn 4.000 trẻ em bị xâm hại, trong đó có hơn 3.600 là trẻ em nữ. Xâm hại cũng chỉ là một trong số các loại tai nạn như thương tích hay đuối nước liên tục gia tăng ở trẻ em trong những năm gần đây. Trong đó, đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với trẻ em ở Việt Nam trong độ tuổi từ 2 tới 15 tuổi. Cứ mỗi tháng chúng ta lại có khoảng là 20 trẻ là bị tử vong do đuối nước. Thì việc này rất là thương tâm. Chúng ta không thể nhìn vào con số mà cảm nhận nó ít hay nhiều, mà chúng ta phải hiểu là mỗi một sinh mạng của con người thì đây là điều hết sức quý giá, mà đây là những cái tử vong mà chúng ta hoàn toàn có thể tránh được. Liên tục trau dồi cái kiến thức bản thân cho mình giỏi lên, thứ hai là mình liên tục thực hành có những cái lớp trải nghiệm, cũng như là cho con em mình tham gia các lớp như tôi đang dạy, đó là lớp kỹ năng sống để cho con em mình là được thực hành các tình huống liên quan đến tai nạn thương tích, đuối nước, có thể cho hai ban tập thực tập với nhau. Thì khi được thực tập trong lớp học cũng như thực tại gia đình thì khi gặp tình huống đấy thì con em mình sẽ biết cách xử lý. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống khiến ngày càng ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trong đó có vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục, bóc lột trẻ em, sử dụng mạng để xâm hại trẻ em di cư, bỏ rơi. Dự báo trong thời gian tới, tình hình xâm hại trẻ em sẽ còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ gia tăng cả trong đời thực và không gian mạng. Với bộ ba cuốn sách phòng tránh tai nạn, phòng tránh thương tích và xâm hại thì sẽ giúp cho các bậc phụ huynh và các em nhỏ có những kỹ năng cần thiết như thế nào để có thể là giúp phòng tránh những rủi ro không đáng có cho con em mình ạ? Cả ba cuốn sách đều ở cái dạng những cái kiến thức rất đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, và đó là những tình huống rất là cụ thể để cho nếu không may những em bé bị rơi vào tình huống đó thì có như là một trải nghiệm mình đã được trải qua rồi, thì có cái kỹ năng đó để cho các em bé là có thể tồn tại được. Như tôi nói, chỉ cần 90 giây có thể thoát chết mà để người lớn cứu được. Thứ hai là về vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em, thì một cái rất đơn giản là không cho người lạ sờ mó vào những cái vị trí gọi vị trí nhạy cảm trên người. Nếu mó tay vào là phải nói không, giằng tay ra và bỏ chạy hoặc kêu toáng lên cho người lớn biết. Đấy là một cái bí kíp rất đơn giản mà trẻ con nào cũng có thể biết được, để mà nhớ có vấn đề gì xảy ra thì còn có thể thoát thân được hoặc người lớn chạy đến cứu giúp. Cái vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề mà gọi là các cái loại tai nạn thương tích khác cũng như vậy thôi. Từ là dao đâm cắt phải, từ là uống nhầm phải thuốc để ở trong nhà, rồi là các loại thuốc độc như thuốc diệt chuột, rồi các thứ trong nhà. Tức là những bí kíp rất đơn giản, những tình huống rất đặc biệt mà em bé có khả năng mà gây nguy cơ đến tử vong hoặc là bị tai nạn thương tích, để em bé có kỹ năng đã, rồi bắt đầu lúc đấy mới em bé có khả năng là trải nghiệm hoặc tuyên truyền hoặc tất cả mọi người đều có thể hiểu được để đảm bảo là em bé được an toàn. Vâng, như ông Nguyễn Trọng An cũng có chia sẻ, đó là bên cạnh việc phụ huynh luôn phải để mắt tới con em mình thì gia đình cũng cần phải có những cái biện pháp như thế nào để giúp kiểm soát con em mình tránh khỏi những nguy cơ tiềm tàng ở trong cuộc sống. Bởi vì bản tính của con trẻ là luôn tò mò, muốn khám phá thế giới xung quanh mình, giúp con nhận biết những cái nguy cơ nguy hiểm mà con có thể gặp phải ạ. Các bậc cha mẹ là người lớn hiểu biết được, nhận biết được những nguy cơ có khả năng gây ra tai nạn thương tích trong gia đình, gây ra tai nạn thương tích cho trẻ em ở cộng đồng, phòng tránh và loại bỏ nó đi để mở cái môi trường trở nên an toàn hơn, như là trong tài liệu cũng có đưa ra, để giúp cho các bà mẹ nhận biết được là cái ổ điện này em bé có thể chọc que kim loại vào, chọc kim đan, chọc cái đinh, cái que gì vào là có thể điện giật. Thế rồi là cái ấm nước kia mà để trên vanh em bé có thể với xuống là có thể đổ ra được và gây bỏng. Ví dụ như thế, tức là những cái rất là đơn giản. Trước hết là phải phòng tránh, mà người lớn phải chủ động phòng tránh trước, vì đấy mới là cái phòng tránh được nhiều hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Trọng An. Thưa quý vị và các bạn, dạy con trẻ biết từ chối trước những sự vật, sự việc mà con có thể cảm nhận được những nguy hiểm sẽ giúp trẻ có thể tránh khỏi những tai nạn không đáng có. Và trong 15 bí kíp được chia sẻ ở trong bộ sách này, việc nói không là vô cùng quan trọng. Nói không khi người lớn đụng chạm không an toàn vào vùng nhạy cảm, hay đến một nơi không an toàn với người lạ, nhận đồ ăn từ người lạ. Nói không khi không đến bơi ở những nơi ao hồ, sông suối không an toàn. Biết nói không sẽ giúp con trẻ tránh được những nguy hiểm không đáng có trong cuộc sống.
Dù đã cho bé học bơi, nhưng chị Hoa cũng không yên tâm khi bé đi bơi với bạn bè. Chị đã mua bộ sách phòng tránh tai nạn để bé đọc và hướng dẫn bé cách phòng tránh tai nạn, đặc biệt là đuối nước và ở những tình huống cụ thể như là bị chuột rút hay bơi vào những vùng nước xoáy. Khi mà mình bị chuột rút ở phần tay thì mình cần nắm chặt tay và mở ra, làm liên tục trong vài lần thì mình sẽ bớt đau và có thể nổi lên mặt nước. Còn nếu như bị ở phần chân thì mình cần ấn vào đầu gối để chân thẳng ra và thư giãn để cơ thể có thể nổi lên mặt nước. Khi mà mình bơi ở vùng nước xoáy thì mình cần phải thuận theo chiều xoáy của dòng xoáy và thoát ra một cách an toàn. Nếu như mình cố gắng bơi ngược lại thì mình sẽ rất tốn sức và có thể gặp nạn. Cung cấp kiến thức cho bé bằng cách cho bé đọc sách, kiểm tra kiến thức của bé sau khi bé đã đọc, hướng dẫn con cách phòng tránh tai nạn là vô cùng quan trọng, giúp con chủ động phòng tránh tai nạn với bản thân. Bố mẹ đầu tiên là trang bị cho mình những cái kiến thức để có thể chỉ cho con và cùng nhau cùng con để nhuần nhuyễn những cái kiến thức kỹ năng đây, để khi bất kỳ có một cái vấn đề gì xảy ra con đã có sẵn và có thể phản ứng linh hoạt để có thể bảo vệ bản thân mình trước những cái nguy cơ trong cuộc sống. Bộ 3 cuốn sách phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại ở trẻ em sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cho bé để nhận biết nguy cơ tai nạn hoặc xâm hại, từ đó bé có những phản ứng phòng vệ và bảo vệ bản thân. Thưa ông Nguyễn Trọng An, ông đánh giá như thế nào về sự thận trọng của con trẻ nếu như con trẻ biết luôn đặt nghi ngờ và tìm lời giải đáp trước mọi hiện tượng, sự vật sẽ có ý nghĩa như thế nào để giúp các con có thể tự bảo vệ mình ạ? Trong cuốn sách nó có cái kỹ năng đó là nguyên tắc 5 ngón tay để biết được những người lạ, những người quen để mà chúng ta có thể là giúp cho trẻ là phân biệt được và ở mức độ nào là phải giằng tay ra nói không. Vấn đề thứ hai nữa là nước ta khi mà giáo dục ấy là ui dồi ôi, cái tội mà nó xâm hại tình dục trẻ em, nó là yêu dâu xanh, nó là gì đấy, là luôn luôn em bé cũng nghĩ đấy là một người rất là lạ, có thể là xăm trổ, có thể là hút gì đấy, uống rượu gì đấy. Không phải ấy. Gần đây rất nhiều những trường hợp những em bé bị xâm hại bởi người thân trong gia đình như chú dượng, thậm chí là cả chú cả cậu rồi ông bà trong nhà, thì phải người lớn giáo dục cho em bé. Nhưng muốn giáo dục cho em bé thì phải là bạn rất thân thiết, chia sẻ những câu chuyện với em bé, rồi bắt đầu dần dần dạy mới tạo một cái thói quen chủ động. Và con dần dần có một cái kỹ năng, gọi là kỹ năng là giằng tay, nói không, bỏ chạy mỗi khi một người lạ hay là những người thân trong gia đình mà đi quá mức độ. Việc cho ra mắt những cuốn sách giúp trẻ phòng chống những tai nạn đuối nước hay là bị xâm hại hay những tai nạn trong cuộc sống hàng ngày thì đã rất là quý rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải làm như thế nào để những kiến thức, những bí kíp ấy có thể dễ dàng đi vào đời sống một cách thiết thực và hiệu quả nhất ạ? Sách là một chuyện nhưng phải có người đọc, phải có người nghe và có sự tuyên truyền. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn đề giáo dục gia đình. Các bậc cha mẹ phải biết được thì mới có thể truyền lại cho con được. Cha mẹ thì bận đi làm, lấy đâu thời gian để xem tivi, truyền hình nhiều, đọc sách nhiều. Cho nên lại phải có một đội ngũ cán bộ công tác xã hội có kỹ năng được đào tạo để truyền lại, hướng dẫn lại cho các bậc cha mẹ. Chúng ta có hàng vài chục ngàn cán bộ, cộng tác viên bảo vệ trẻ em và cán bộ cộng đồng. Thì những cộng tác viên đó lại được đào tạo lại và những bậc cộng tác viên đó sẽ đi từng gia đình, sẽ truyền đạt lại những kiến thức đó và giúp cho cả bậc cha mẹ rồi cả trẻ em đều có kỹ năng, thì mới mong rằng em bé được bảo vệ an toàn trước những cái xâm hại, trước những cái bạo lực và các cái vấn đề tai nạn thương tích hiện nay đang xảy ra. Thưa ông, được biết là sắp tới ông cũng cho ra mắt cuốn sách là An toàn cho trẻ em sống ở nhà chung cư cao tầng. Thông qua cuốn sách này thì sẽ giúp cho các em nhỏ cũng như là các bậc phụ huynh có thêm những kiến thức và bí kíp mới gì khi sống ở môi trường chung cư ạ? Cái cuốn mà tôi đã viết xong và có lẽ là nhà xuất bản Kim Đồng có thể cho ra mắt ngay trong những tháng đầu năm mới, cũng dưới dạng 15 cái bí kíp an toàn để giúp cho trẻ nhận biết được và nói với cha mẹ biết được những cái vấn đề nguy cơ là các em nhỏ hay bản thân em bé đó có khả năng bị nguy cơ ngã cầu thang, trượt lan can, lao qua cửa sổ. Nhắc cha mẹ là không được treo những cái giỏ hoa ở trên cửa sổ đấy, không để các tủ, các bàn, các ghế bên cạnh những cửa sổ, vì cửa sổ không có chấn song, chỉ có cửa lùa kéo ra kéo vào thôi. Mà em bé thấy cái giỏ hoa trên đấy, phơi quần áo ở trên đấy, có thể kéo cái ghế ra gần, leo lên với ra một cái là rơi xuống.
Với những chia sẻ của ông Nguyễn Trọng An, chúng ta cũng có thể thấy rằng là người có thể bảo vệ thường trực con trẻ đó chính là con. Bởi vậy mà việc mà chúng ta có thể cung cấp cho con những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp con trẻ có thể tự bảo vệ mình và xử lý các tình huống nguy hiểm là điều vô cùng quan trọng, và đây cũng chính là cách để giúp con tự bảo vệ bản thân mình cũng như là bảo vệ sự an toàn cho chính gia đình mình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trọng An đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Sách và Cuộc Sống. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.